Các bạn thân mến, kể từ khi mở cửa thị trường, Việt Nam đã và đang trở thành bãi đáp vàng dành cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài bởi vô số lý do khác nhau. Mới đây nhất, Việt Nam tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để thu hút thành công hàng tỷ đô la nguồn vốn FDI. Điều này đã khiến cho hầu hết các nước trong ngoài khu vực cảm thấy vô cùng ghen tị, đồng thời muốn biết được bí quyết gì đã giúp cho Việt Nam trở nên hấp dẫn đến thế trong mắt các nhà đầu tư. Vậy còn bạn thì sao? Nếu bạn cũng muốn được bật mí bí mật này thì hãy cùng với chúng tôi theo dõi video số ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, liên quan đến thông tin, Việt Nam nhận được hàng tỷ đô la nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề "Vốn FDI vào Việt Nam đạt kết quả ấn tượng" với nội dung đáng lưu ý như sau. Theo số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đưa ra trong báo cáo đánh giá về đầu tư nước ngoài vừa gửi tới Thủ tướng, thu hút đầu tư FDI trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm nay của cả nước đạt kết quả ấn tượng. Cụ thể, vốn đăng ký FDI trong năm 2023 đạt gần 39,4 tỷ đô la, với vốn giải ngân đạt 23,18 tỷ đô la và 6 tháng đầu năm nay đạt 15,2 tỷ đô la, với vốn giải ngân đạt 10,84 tỷ đô la. Nhiều dự án đầu tư quy mô lớn sử dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực điện tử, sản xuất chất bán dẫn, công nghiệp phụ trợ được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, số dự án FDI có quy mô vốn đầu tư trên 100 triệu đô la trong năm 2023, tăng gấp đôi năm 2022. Khu vực doanh nghiệp FDI đã đóng góp đáng kể vào thặng dư thương mại của Việt Nam trong năm 2023 với con số xuất siêu gần 50,1 tỷ đô la, giúp bù đắp khoản nhập siêu 21,8 tỷ đô la của khu vực doanh nghiệp trong nước và đưa cán cân thương mại cả nước xuất siêu khoảng 28,3 tỷ đô la. Một điều đáng ghi nhận là, mặc dù dòng vốn FDI vào khối ASEAN giảm 16% trong năm 2023, nhưng lượng vốn đầu tư vào Việt Nam lại tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong khi Việt Nam thu hút được 39,4 tỷ đô la vốn FDI, các nước ASEAN khác như Singapore 158 tỷ đô la, Malaysia 69,1 tỷ đô la, Indonesia 23 tỷ đô la, Thái Lan 24 tỷ đô la, Philippines 6,7 tỷ đô la, Campuchia 3,6 tỷ đô la và Lào 1,4 tỷ đô la đều có con số thấp hơn. Khu vực FDI đóng vai trò quan trọng, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư xã hội của Việt Nam năm 2023, trở thành động lực chính thúc đẩy các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm và tăng thu ngân sách trong những năm gần đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, khu vực FDI là điểm sáng trong bối cảnh đầu tư trong nước chưa thực sự sôi động. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Apple, Dell, Foxconn, Pegatron, Nike cùng với nhiều tập đoàn điện tử, bán dẫn đang mở rộng đầu tư đã nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu, đồng thời giúp Việt Nam khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn thế giới với sự tham gia của các ông lớn như Samsung, Sino, China Spice, Qualcomm, Infineon, Amkor, Nvidia. Nhiều tổ chức quốc tế dự báo năm 2024 và những năm tới, Việt Nam cùng Singapore và Indonesia sẽ trở thành tam giác vàng khởi nghiệp của ASEAN, hứa hẹn thu hút thêm nhiều dòng vốn FDI khác. Lý do mang đến thành công trên cho Việt Nam là vì xu hướng các doanh nghiệp Trung Quốc thiết lập cơ sở sản xuất ngoài lãnh thổ để đáp ứng quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ đang được đẩy mạnh, khiến Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng. Tương tự như vậy, các công ty Mỹ cũng đang dịch chuyển một phần chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc và tận dụng lợi thế đa dạng hóa của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực chiến lược tiềm năng. Hơn nữa, chính sách cắt giảm 30% đơn hàng dệt may, da giày của Trung Quốc, của Mỹ nhằm tránh lệ thuộc cũng như là đạo luật chips và khoa học năm 2022 hạn chế việc xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc cũng đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển FDI khỏi Trung Quốc. Theo đó, các nhà đầu tư Đài Loan ngày càng chú trọng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và nó đã trở thành một xu hướng tích cực của dòng vốn FDI đổ vào đất nước hình chữ S hiện nay. Vâng, đúng như những gì mà trang tin Sputnik nói, nguồn vốn FDI trong năm 2023 và những năm đầu năm 2024 của Việt Nam quả thật đạt con số vô cùng ấn tượng. Với gần 39,4 tỷ đô la, Việt Nam trở thành quốc gia hiếm hoi có dòng vốn FDI tăng cao trong bối cảnh nguồn FDI ở các nước ASEAN khác giảm mạnh vào năm 2023. Đi sâu vào lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ đô la, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
đây là cơ hội để các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Tiếp đến là ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ đô la, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Các ngành sản xuất, phân phối điện, tài chính, ngân hàng xếp thứ 3 và thứ 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 2,37 tỷ đô la, tăng 4,9% và gần 1,56 tỷ đô la, tăng gấp gần 27 lần so với năm trước đó. Còn lại là các ngành nghề khác. Về địa bàn đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung vào nhiều các tỉnh, thành phố. Có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai. Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 79,6% số dự án mới và 74,4% số vốn của cả nước trong năm 2023. Xét về số dự án đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước về số dự án mới với 38,2%, số lượt dự án điều chỉnh với 23% và góp vốn mua cổ phần 66,3%. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,85 tỷ đô la, chiếm gần 16% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, Quảng Ninh đã xuất sắc vượt qua nhiều đầu tàu về thu hút FDI để vươn lên vị trí thứ 3 khi thu hút được hơn 3 tỷ đô la vốn FDI. Lý do giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài một phần giống như trên trang tin Sputnik nói, nhưng ngoài xu hướng dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc của các doanh nghiệp nội địa Trung, các doanh nghiệp Mỹ và các doanh nghiệp Á Châu khác trước cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì chính những điểm mạnh nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực thu hút FDI đã khiến cho đất nước hình chữ S có được thành công nêu trên. Cụ thể hơn là, thứ nhất, Việt Nam có tình hình an ninh chính trị ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Việt Nam, hầu như rất hiếm khi xảy ra các cuộc biểu tình, bạo loạn và cũng không có bất kỳ cuộc đảo chính nào diễn ra do sự đấu đá của các chính đảng muốn tranh giành ảnh hưởng trước nhân dân. Đây là điều kiện quan trọng để nhiều nhà đầu tư quyết định đặt nền móng hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Thứ hai là Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, nơi thuận lợi giao thương và hợp tác quốc tế. Theo đó, Việt Nam vừa là trung tâm kết nối của khu vực, vừa là cửa ngõ để thâm nhập vào các nền kinh tế ở khu vực phía Tây bán đảo Đông Dương. Điều này giúp cho quá trình trung chuyển nguyên vật liệu và phân phối hàng hóa của các nhà đầu tư nước ngoài được diễn ra nhanh chóng, qua đó cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, kinh doanh. Thứ ba là với số dân hơn 100 triệu người, Việt Nam có lợi thế lớn về lực lượng lao động dồi dào với chất lượng ngày càng được nâng cao dù chi phí lao động rất cạnh tranh. Thêm vào đó, với 12 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC, đất nước hình chữ S có cơ hội tốt để kết nối thị trường hơn 600 triệu dân của khu vực và cả thị trường thế giới. Nhờ vậy mà Việt Nam giúp cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu một cách thuận lợi hơn. Kết hợp với thể chế, luật pháp và sự minh bạch của Việt Nam đang dần được hoàn thiện, các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy vô cùng yên tâm khi hoạt động lâu dài tại đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, bên cạnh các dự án đầu tư nước ngoài có số vốn và số lượng tăng nhanh, thì các dự án của các công ty nội địa Việt lại cho thấy sự thụt lùi. Điều này sẽ đặt ra thách thức lớn với đất nước hình chữ S nếu một ngày nào đó các doanh nghiệp nước ngoài rút vốn và chuyển xưởng sản xuất ra khỏi lãnh thổ, giống như những gì đang diễn ra tại Trung Quốc hiện nay. Vậy nên thiết nghĩ rằng đất nước hình chữ S cần phải có những biện pháp phòng ngừa rủi ro cho trường hợp nêu trên. Và chỉ có như thế, Việt Nam mới có thể đứng vững trước sự biến động không ngừng của thời cuộc để giữ vững được tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng như hiện nay. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, chuyện Samsung bắt đầu mở rộng sản xuất tại Ấn Độ đã được đưa tin rộng rãi. Chính vì vậy mà trên trang mạng Internet xuất hiện tin đồn Samsung sắp tháo chạy khỏi Việt Nam bởi đất nước hình chữ S hiện giờ không còn là nơi đầu tư béo bở đối với tập đoàn nổi danh hàng đầu Hàn Quốc này. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đây chỉ là tin vịt vì thực tế cho thấy Samsung vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đồng thời còn hứa hẹn sẽ gắn bó lâu dài với quốc gia sở tại trong thời gian tới đây. Vậy, sự thật là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, nói về tin đồn nêu trên, có lẽ là nó đã bắt đầu âm ỉ kể từ khi Samsung cho xây dựng nhà máy tại Ấn Độ vào năm 2018.
và liên tục mở rộng sản xuất tại đây suốt thời gian qua. Cụ thể hơn là vào năm 2018, công ty Samsung thông báo khai trương nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất nhì thế giới tại quốc gia, được cho là thị trường smartphone lớn thứ hai toàn cầu, Ấn Độ. Theo trang tin TechCrunch, nhà máy khủng của Samsung được xây dựng tại Noida, thành phố vệ tinh của thủ đô Delhi, với công suất dự kiến lên tới 120 triệu smartphone mỗi năm. Lễ khai trương nhà máy sản xuất smartphone quy mô lớn của Samsung tại Ấn Độ đã có sự tham gia của nguyên thủ hai nước là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo hãng tin Bloomberg, Samsung cho biết công ty có kế hoạch sử dụng nhà máy lớn tại Ấn Độ để sản xuất nhiều loại điện thoại bình dân có giá bán chưa tới $100 một chiếc bên cạnh những dòng điện thoại cao cấp như là Galaxy S9. Hai năm sau, tức là năm 2020, tập đoàn công nghệ Samsung Hàn Quốc tiếp tục trình chính phủ Ấn Độ kế hoạch dự trù sản xuất điện thoại trị giá $40 tỷ. Động thái mới của Samsung cùng với các nhà cung ứng của Apple đã khiến cho báo chí quốc tế cho rằng Samsung có thể sẽ rời một phần dây chuyền sản xuất ở Việt Nam sang đất nước Nam Á này. Để rồi tin đồn trên được lan truyền rộng rãi hơn, khi các thông tin được cập nhật cho biết Samsung đã bắt đầu sản xuất smartphone gập, lật và chiếc flagship Galaxy S23 của họ tại Ấn Độ đã tập trung sự đổi mới vào một thị trường tăng trưởng quan trọng, nơi các thiết bị Trung Quốc vốn đã ăn sâu vào doanh số bán hàng của Samsung. Đứng trước những gì được đồn đoán nêu trên, nhiều người đã cảm thấy lo lắng thay cho Việt Nam. Bởi vì tính đến nay, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã đạt khoảng $19 tỷ với 6 nhà máy cùng một trung tâm nghiên cứu và phát triển. Trong đó, SEV Bắc Ninh và SEVT Thái Nguyên là hai nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu. SESC Thành phố Hồ Chí Minh là nhà máy điện tử gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á và SVMC là trung tâm R&D lớn nhất của Samsung tại ASEAN hiện nay. Theo đó, tập đoàn này đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động Việt, đồng thời đóng góp rất lớn vào tỷ trọng xuất khẩu của đất nước hình chữ S hiện nay. Còn nếu như nhìn ở góc độ vĩ mô, các hoạt động của tập đoàn Samsung mang đến tác động rất mạnh mẽ đối với nền kinh tế Việt Nam. Minh chứng là vào năm 2017, GDP của Việt Nam chỉ tăng trưởng 5,21%, mức thấp nhất trong vài năm gần đó. Nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng trưởng quá thấp này là do sự cố điện thoại Galaxy Note 7 khiến cho Samsung phải thu hồi sản phẩm trên diện rộng, gây tác động mạnh đến kết quả kinh doanh. Nhưng đến năm 2018, hoạt động kinh doanh của Samsung đã ổn định trở lại và Samsung công bố những kỷ lục doanh thu lợi nhuận mới. Ngay lập tức, GDP 6 tháng đầu năm của Việt Nam tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước và đây là mức tăng cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2011. Thật sự là điều này không quá khó hiểu khi mà Samsung hiện là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, lớn hơn cả Petro Việt Nam. Tổng cộng tập đoàn này đang sử dụng 170.000 người lao động Việt, biến Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Như vậy, nếu Samsung tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư như thời gian qua, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những đột phá mới. Còn bằng ngược lại, mọi thứ sẽ trở nên ảm đạm vô cùng. Nhưng may mắn là mới đây, đại diện của tập đoàn Samsung đã lên tiếng đính chính về tin đồn thất thiệt nêu trên. Nó đã được báo điện tử chính phủ đưa tin rộng rãi trong bài viết có tiêu đề "Thông tin Samsung chuyển dây chuyền ra khỏi Việt Nam là không đúng sự thật" với nội dung đáng ăn mừng như sau. Tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên gần đây nhất, ông Choi Chu-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định thông tin gần đây về việc Samsung chuyển dây chuyền sản xuất smartphone từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi. Còn các sản phẩm tại Việt Nam thì xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới. Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ. Đây là lời tuyên bố rất đáng tin cậy của đại diện Samsung, chứ không phải là những lời nói mị dân để trấn an lòng người. Bạn sẽ nhận thấy điều này rất rõ nếu nhìn vào thực tế sau đây. Thứ nhất, tập đoàn Samsung gần đây đã tăng vốn thêm gần $1,2 tỷ vào nhà máy Samsung Electro Mechanics Việt Nam. Số vốn này đã giúp nâng tổng vốn đầu tư của Samsung tại địa phương lên tới $7,5 tỷ. Nó cho thấy rằng Samsung không hề có ý định rút vốn ra khỏi Việt Nam mà thậm chí là còn có ý định gắn bó lâu dài tại đây. Tiếp đến, chúng ta cần lưu ý rằng Samsung đang gia tăng hàm lượng tri thức trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam. Chẳng hạn như vào năm 2022, Samsung vừa khánh thành trung tâm R&D lớn nhất châu Á trị giá $300 triệu tại Việt Nam và đón làn sóng kỹ sư chất lượng cao sang đất nước hình chữ S làm việc. Theo đó, Samsung nhấn mạnh trong các tuyên bố chính thức rằng Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất toàn cầu lớn nhất của tập đoàn mà còn là trung tâm chiến lược hàng đầu về R&D của mình.
Với lộ trình như vậy, không thể nói rằng Samsung đang rút chạy khỏi Việt Nam như các nhóm cờ vàng hô hoán trên mạng hiện nay. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi đối với Samsung, Việt Nam là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn vì trước hết Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ, đông đảo và giá rẻ. Nó giúp cho Samsung hạ thấp chi phí sản xuất để có được lợi thế cạnh tranh lớn so với Apple. Tiếp đến, Việt Nam được Samsung xem như là một hàng rào giá trị cao giúp mình tránh được rủi ro thương mại bởi sự đấu đá giữa các nước lớn. Bởi vì ai ai cũng biết Việt Nam theo đuổi đường lối ngoại giao trung lập, làm bạn với tất cả các nước khác. Việt Nam không mang tâm lý thù hằn hay trả đũa ai nên sẽ không giáng các đòn trừng phạt bất ngờ xuống đầu Samsung, khiến tập đoàn phải chịu thiệt hại lớn trong tương lai. Hơn thế nữa, giữa Việt Nam và Hàn Quốc còn có mối quan hệ ngoại giao khá tốt suốt nhiều năm qua. Điều này giúp cho tập đoàn Samsung cảm thấy vô cùng yên tâm khi rót vốn vào đây. Cụ thể hơn là trong quá khứ, Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992 và trở thành đối tác hợp tác chiến lược vào tháng 10 năm 2009. Còn mới đây, hai nước đã tiến hành nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Riêng trong năm 2023 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam lúc bấy giờ. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Yoon Suk-yeol tới Việt Nam và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên đón Tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi ông nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Và sau tất cả, chúng ta cũng cần phải biết rằng trong suốt nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, Samsung luôn nhận được sự quan tâm của chính phủ nước sở tại, đồng thời được tạo điều kiện tối đa để phát triển và mở rộng sản xuất mạnh mẽ. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo hai nhà nước, phía Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo thêm các động lực phát triển mới cho Samsung. Điều này đã và đang mở ra cho tập đoàn hùng mạnh một cơ hội rất lớn để đẩy mạnh đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Hy vọng rằng trong thời gian tới, mối quan hệ cộng sinh này sẽ tiếp tục được thắt chặt và có nhiều bước tiến vượt bậc hơn. Tập đoàn Samsung vẫn sẽ rót vốn mạnh tay vào Việt Nam để có được lợi nhuận lớn cho mình, đồng thời giúp cho nền kinh tế của đất nước hình chữ S ngày càng đi lên.